Rồi, hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của em. Hôm nay tiếp tục ăn bánh xèo online. Rồi, khách luôn. Hôm nay có một yêu cầu đặc biệt, đó là bạn của chị Hai Hà Anh đến ủng hộ. Mà yêu cầu chị Hai Anh đổ bánh xèo cho bạn ăn, bạn mới chịu nha. Phải không con? Vậy mới tình cụm. À, cho nó vô đi, chảo dầu cơ mà. Hello chị Hai nha. Đây, bánh xèo này là 35k một cái các bạn, thêm kêu thêm tính tiền thêm. Lên 3 chảo luôn. Con tên gì? Tên Như hả? Nhung. À, bạn Nhung là bạn của chị Hai nha. Hôm nay thứ bảy mấy em được nghỉ. Con muốn thử đổ bánh xèo không? Dạ. Mình đổ bánh xèo thì giống như chiên hột vịt vậy đó. Chú đổ cũng được nữa, nhưng mà giống như chiên hột vịt thôi chứ không giống cái bánh xèo. Dạ. À, cô bên Pháp mới ghé luôn. Là mới vừa đi ra hả? Mới vừa đi ra mà chú đi chưa đó. Lì xì cho chị Hai hả? Quá đã luôn. 뭐, bánh xèo đi. Sao bà nội? À, con lên trễ hả? À dạ. Trời ơi. À dạ. À, quán mở cửa từ lúc mà 1 giờ trưa, bán tới tầm khoảng 8, 9, 10 giờ tối nha các bạn. Ba trăm hả bà nội? Dạ. Dạ dạ, cộng đi rồi báo, con báo trên video. Xoay chảo liên tục luôn ha, tập trung cao độ luôn. Mấy cái con? 5 cái. Bánh xèo đi. Bạn yêu cầu đổ rồi, có gung không? Đúng rồi, có gì đâu gung. Công việc mỗi ngày của mình mà. À, tổ trưởng tổ 1. Hai cái. À, thứ ba mới tới ăn. Là trong lớp à, mấy bạn tới hết chưa? Tới đủ hết chưa? Thấy ủng hộ bánh xèo đủ hết chưa con? Mấy bạn chơi thân thôi ha. Bánh xèo luôn chị ơi. Cái này sắp giòn rồi các bạn. Kẹt bánh tiêu.
Giờ con đi chơi trung thu luôn á hả? Sao chú Việt thấy con xách cái lồng đèn kìa? Xin cho bạn cái. À, cho bạn một cái. Cho bạn một phần. Dễ thương quá. Có phần nào của chú Việt không? Có phần nào chú Việt không? Không, chú giỡn à, chú ghẹo à. Chú Việt lớn rồi. À, bánh xèo luôn chị ơi, khách luôn, khách luôn, mấy cái luôn hả chị? Hai cái luôn kìa ơi. Được 3 cái rồi các bạn. Bánh xèo đi, hôm nay trời không có đẹp, ổ lộn trời đẹp, không có mưa bão gì hết. Mà bữa giờ này tối thui sao chót luôn. Giờ bữa nay trời sáng chói luôn. Dạ. Hôm nay ngon rồi. Cuối tuần là ngon lành rồi. Dạ. Cũng bằng bằng bé Hà luôn á. À. Cỡ cỡ nhau. À, đi số 25 gì phải không anh? Nó là số 7 á, nhưng mà bác trên app nó không ra nên là em để số 25 á. Số nhà số 7 đúng không anh? Dạ dạ dạ. Rồi cảm ơn anh. Rồi chạy bên đó một vòng, đánh một vòng qua đây á. À dạ. Ai, có bánh trung thu ăn luôn. Có bánh chưa? Chưa có bánh mà. Trời ơi, chủ yếu đi ủng hộ bạn mà. Chủ yếu đi mua bánh xèo về ăn ủng hộ bạn mà. Đi về có quên với lấy bánh xèo là tới công chuyện luôn.
thấy mấy cái rồi Kiệt? Ba cái, còn hai cái nữa. Lên dầu luôn nha Kiệt ơi. Bánh xèo đi. Út đều đâu rồi, út đều đâu rồi ta? Hỗ hỗ trợ chị hai, đòi chị hai tự xử luôn. Vậy mới tình cảm ha, tự mình làm luôn ha. Rồi cảm ơn gia đình luôn nghe, cảm ơn con. Kẹt bánh tiêu ra kìa. Bye bye. Tổ trưởng tổ mấy? Tổ 1. À con tổ 1 à. À. Quá im, quá im. Thứ ba có một đội nhóm lớp còn ta. À, thứ ba hả? Có 5 đứa là có xem. 5 bạn nữ. À. Con thôi. Chỉ có con thôi. À, chưa giờ có khách không con? Chào chú Việt, chào cả vợ chú ở ngoài nước nha. Chú Việt chào con, bà cô chú trong nhà mày nước chào con nha. Hồi trưa giờ có khách không con? Chào chú Việt, chào cả mẫu chú nước ngoài nước. Chú Việt chào con, bà cô chú trong nhà mày nước chào con nha. Đi đâu á Kiệt? Hôm nay trời đẹp. Hôm nay trời đẹp và xinh xinh. Vào ăn bánh xèo với gia đình. Đạt hả con? À. Vậy là mình đang nghiên cứu cân đối bột lại hả? Hay, tiếp tục. À, đợi đầy đủ mặt bạn rồi ăn luôn ha. Chú Việt chào con, bà cô chú trong nhà mày nước chào con. Sao? Cảm ơn vì lý do gì? Chứ tự nhiên cảm ơn mình phải lý do gì chứ? Bà Minh đã gửi quà cho gia đình con. Mấy cái cô? 5 cái luôn mà nội ơi. À dạ, dạ. Rồi con mới nhắc rồi, gửi quà cho gia đình. Thuốc xịt mũi hả bà nội? Xịt con mũi hay xịt lộ mũi? Chị sao nó xịt con mũi như vậy? Đang nghẹo bà nội. À dạ. Cảm ơn bà mẹ con nghe theo. Trả lời cho tụi con và luôn trả lời cho tụi con. Cảm ơn bà mẹ. Ok nè. 5 cái luôn. Bánh xèo đi. Hai khách mới vô bên trong luôn nghe không hiểu.
Hôm nay là thứ bảy cuối tuần, trời rất đẹp. À, ngày nào cũng mở video lên coi luôn. Coi mập phải ốm không? Coi này ốm mà mập. Bà nói tiền để nó bay. Dạ dạ, đang vô hai cái kia. Bánh xèo, bánh xèo, bánh xèo. Bên trong là khách có bánh chưa ta? Hình như chưa thì phải hả? Con coi bên trong có bánh, khách có bánh chưa Kiệt ơi? Bị cháy nắng chút xíu, cái gì ông bà cô chú thông cảm giùm em nha. Con cảm ơn bà Bình Minh đã buông hết rồi phải không? Xịt vô cho nó tiệt luôn. À, tối tối đó mình tắm xong rồi mình vô mình xịt. Dạ. Bánh xèo đi. Dạ là điện là của đồ của cô mình đó hả? Dạ cái xong nó gì hay ba. Cái bà gửi cái nó cầm nó bỏ hơ. À à dạ. À dạ. À dạ. Ôi đẹp quá ốc đều. Chú nói chứ. Chắc là bà gửi về cho em cái thuốc mà để em đau chân đó, chắc là sức. À dạ. Cô nói coi dùng đi. À coi coi cái công dụng ha. Không có đâu, ngày tụi con. Bánh xèo đi. Có cái này có đèn, có đồ đè. Đúng rồi, đúng rồi. À. Mấy bạn học học chung ngồi cái bên hiền hiền không á? Dạ. Vậy thì mình phải cố gắng lên. Dạ. Ồ. Không, bé hồi nãy dễ thương quá, bé Nhung quá. Bán cơm dài hả? Ủa là học chung luôn hả? Ồ. Bé này hả? Thôi bé này đi vô đi. Chị hai nói là bạn của chị hai. Con không phải là bạn của chị hai, học chung với chị hai nên không phải con. Cái gì không được rớt nữa, ai ngờ nó dính lại, hên quá hên. Rớt cái này hả? Rớt cái răng hả? Chú về nghe cùng một cái góp luôn. Tại vì cái kẹo đó nó dính vô nó trúng cái răng. Chú Hà dạy thô dữ ha. Sáng nhớ rồi hả? Nè à, chú Long. Nó không mới ở đây đi nè. À.
Ủa nãy thấy nó cách đâu đó mà. Chơi gì đổ thừa. Chơi gì đổ hả? À vậy hả? Chung nhóm. À chung tổ luôn không hay là chung chung lớp thôi? Bạn có học ở đây, bạn học tổ 2. Tổ 2. Bạn mình là tổ trưởng á. Tổ 1. Cái đúng rồi, là bạn tổ trưởng. Còn à, ba thứ ba là mấy bạn, năm bạn kia là tổ mấy? Cấp 1 2 3 4 5 đầy đủ luôn quá. Rồi cảm ơn con. Mấy bánh chị? Một bánh luôn kìa ơi. Cô ăn tại chỗ đó nghe con, không phải mang về nha. Thật mà. Hôm nay trời đẹp. À, đẹp tới bây giờ thôi nha. Nhưng mà chắc không mưa đâu. À, chắc không mưa đâu. Tại trời sáng quá. Trời quá tươi. À, chị Hai chỉnh bột lại nè các bạn. Dồn gụm luôn. Vàng ươm luôn. Mỏng dính luôn. Thơm phức luôn. Móc đầu ngày ra liền. Ủa trời mưa gì chứ gì không? Đâu có. Đó nước ông nội rửa. Chứ sao chứ sao. Cái đó nước của nước đó con. Ủa để gì đó, cái là tiếp bạn con không? Dữ luôn. Dữ dằn luôn ơi. Ủa gì chú Hà, bạn con không biết gì nữa. Mang cái bánh vô cho cô bên trong ốc điệu. Cách tới rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chưa có rau luôn nha ốc điệu. Ngon quá, ngon quá. Hello, hello. Hello Ajinomoto. Kawasaki. Ajingon. Về đàn, về đàn. Yoto mô. Ủa đáng lẽ bây giờ là khung giờ này. Ờ, đông mà thôi. Đó, đông mà đông bà chú YouTube á. Khung giờ này là khung giờ tắt mặt mà sao kỳ lại vậy ta? Bánh xèo mà. Nãy giờ chưa tưởng, tưởng chưa mở mic cơ mà. Sao nữa? Cái đâu không phải là như em trả giò đâu, em trả giò núp. Bánh xèo đi. Ai à, con heo thì dữ chưa? Bắt gặp luôn nha. Heo thì ông bà cô chú nói là con tranh thủ ăn đi, rồi trong giờ làm việc mình đừng ăn nữa. Hiểu không? Heo thì chính xác luôn. Mình bỏ heo thì đi. Tính suy nghĩ đi. Đi chỉ
là 21 rất là đông khách. Chào có hai. Có hai. Em có xe hôm nay. Hôm nay. Có của Tâm Anh là lúc nào cũng đâu ăn gì đâu. Không ăn gì hết tôi thiệt à. Ai gánh lên em ơi. Ủa Kiệt Bến Triều làm gì vậy? Kiệt Bến Triều đi ra chỗ đó dầu mỡ không con văn cái là phỏng liền đi vô nhà lẹ lên. Lăng múa lăng rầm khung. Hôm nay Kiệt đi thi vẽ. Ồ, rồi dạy máy, được dạy máy rồi. Cô chưa thông báo, mà Kiệt sáng nay mới vẽ thôi. Mà tối ngày hôm qua Kiệt vẽ mới xẹp cực đẹp luôn. Ồ. Đâu? Mấy ai ơi. Ê, anh Kiệt đòn quần chứ không phải là Tiêu Kiệt đâu, mình nhỏ nhất nhà. Anh Ba Kiệt. Chính xác luôn, anh Ba Kiệt. Anh Ba quê ở Tiền Giang ăn. Cái này thơm thơm rồi nè. Anh ăn hiếp Kiệt kìa đó. Chắc không? Chắc. Ê ba, ồ thơm. Thơm quá. Nhưng mà Tâm Anh là ăn hiếp. Tâm Anh là ăn hiếp chị hai. Chịu yêu luôn hả? Kiệt vẽ ly nước lại, nước mắm lại. Ôi, nước mắm vẽ được luôn. Dữ dằn thiệt. Quá dữ quá. Đâu mang ra đây coi coi. Đâu cái chén nước mắm đâu? Cái này hôm qua rồi. Hả cái này không phải. Ồ. Cái này là cái bánh bánh mì bánh mì gì tao quên rồi, để nhớ tự chú Việt nhớ coi. Bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ. Ở bên trong vậy? Bánh xèo hả? Xin lỗi chú Việt nhìn lộn. Ôi. Không phải. Anh Thần ơi, tại nó hình tam giác nè, cái liên tưởng tới cái bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ. Bánh xèo này chú Việt. Hai con tôm nè. Chú Việt xin lỗi, chú Việt nhìn nhầm. Cái này là Kiệt lỡ thôi. Cái góc nhìn của nghệ sĩ khác. Đây, 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 dữ dàng thiệt nè. Trời ơi, vẽ cái bánh xèo mà tôi nhìn ra cái bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ. Chú Việt xin lỗi nha. Vẽ bánh xèo ra bánh mì. Nó không mường tượng ra được. Trời ơi, mang muôn cái bọc cái kiếp ra luôn à. Không phải. Tại chú Việt nhìn giống bánh mì thiệt. Không phải, chú Việt không cố tình. Nhưng mà chú Việt đâu có biết là Kiệt đang vẽ cái gì đúng không? Xong mà đem ra thì tại cái bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ nó hình tam giác. Đó. Thì mình xin lỗi do mình nhìn đúng sự thật quá. Nhưng mà con có thấy cái bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ chưa? Trời ơi. Thì bởi vậy chú Việt nhìn nhầm. Chú Việt không phải nghệ sĩ nên nhìn không có ra luôn. Nhìn bánh xèo ra bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi vậy nhìn thấy nó kỳ kỳ. Trời ơi, YouTuber cũng review dữ ra. Bánh xèo mà giòn như bánh xèo. Ông bà con chú cũng ăn ha. Cấm chặt nha, cầm chặt cái đất đi. Khánh luôn. Cha
Rồi tối nay có xách cái lồng đèn nó đi chơi Trung Thu không? Rồi có đèn cầy chưa? Mình qua bên lộ nè. Mình đi chơi đi lưu đi chơi đi lưu vậy đó. Là mấy ngày mấy ta? Mấy cái luôn? 4 cái cho cô luôn nè con ơi. Một khách bên ngoài 4 cái này, cái bánh teo bỏ cái lồng đèn xuống con. Hai khách bên trong mới vô luôn. Nhanh tay lên nào, nhanh chân lên nào. Thôi chú Việt xin lỗi, cái đó là cái bánh xèo chứ không phải là cái bánh mì. Chịu chưa? Chưa chịu. Bốn cái mang về cho cô nè con. Của cô là bốn cái mang về nè. Hai khách mới vô, chị Hai đổ bánh nóng ra luôn cho khách luôn là đủ nè. Ba cái nè, cô bên kia bên trong một cái chưa có nè. Là ba cái này là đủ nè. Bốn cái trên bàn là đủ luôn nè, cho khách mang về nè. Nhanh tay lên nào Kiệt ơi, nhanh tay lên nào. Trời mưa nè Kiệt ơi. Với anh trai kìa. Ê, tắt rồi. Ốc đẹo trà. Chị Hai kiểm tra bánh nha. Lấy bịch rau 4 cho hai bịch rau 2 cho bà mang về nè con. Câu đó con học ở đâu vậy? Dạ. Đã nghe nói rồi phải không? Ồ. Hay quá ta. Có trao dồi kiến thức ha. Thật là chí tệ. Hồi xưa. Ủa hồi xưa cái thời của mình là lớp 5 có học tin học chưa ta? Chưa. Tao hình như là cấp 2, vô cấp 2, cấp gì mới có tin học. Đúng. Giờ tiên tiến quá ha. Lớp 1 là lấy dùng vậy vòng vòng rồi. Bánh xèo đi. Bánh bản, đánh quần, mèo mèo rồi. Nhưng mà bây giờ hình như đánh tài lét không hả? Rồi, ba cái bánh xèo xuống là đủ cho ba ông bà cô chú luôn. Một cái bánh xèo này con mang vô cho cô bên trong kìa. Cô đó vô trước, nãy giờ chưa có bánh đó, cái bánh đó nên con đưa vô trước đi. Đâu cái nào xuống cho vô trước đi. Còn hai cô với chú vô sau thì cho xuống hai cái sau. Bên tay trái con á Kiệt. Đúng rồi. Bên tay trái con á Kiệt, tay trái quẹo tay phải. Minh Quân. Ca sĩ Minh Quân. Rồi cái này chuẩn bị chính luôn. Xuống cái này, xuống cái bên kia. Xuống một cái nữa là đủ 4 cái luôn. Rồi thổi tiền cho bà đi con. Tại cái máy đó chú Việt nghi chắc cái máy đó ăn bánh xèo quá. Nó gớt một cái là tới công chuyện luôn. Mấy chục củ của chú Long á. Chú Long khóc tiếng Campuchia luôn. Sao con? Thơ sao nhà? Hôm nay trời đẹp quá. À cái mít. Trên cái cây có những chiếc lá. Chị Hai đổ bánh xèo vàng quá.
Ôi bài thơ hay quá. Dữ chưa? Hai khách luôn. Quá dữ luôn. Đánh bánh xèo làm thơ luôn kìa. Ép chú Việt nha, ép chú Việt nha. Xong rồi đó nha. Trời ơi là trời. Cũng được 4 câu. 4 câu rồi. Đổ 30 vòng mà. Khách có vô thì hỏi thôi bắn nha. Khách vô đó Tòng. Ủa, ê, sao con không giới thiệu bả giò được? Ở nữa hả? Vô chả, vô giới thiệu chả giò. Con chưa chiên, lấy gì có chả giò với tẹo. Không có chả giò luôn hả? Có cưa đâu. Đâu có thấy chiên đâu. Có cưa có chiên với giò. Không có đâu. Té đó. Chưa có chả giò. Khách kêu mà mình không giới thiệu sao khách đâu biết. Vô đâu không giới thiệu chả giò, nó xong rồi cũng biết chứ. Dạo này chú Việt quên rồi. Nào con vô khách kìa, hai khách mới vô kìa. Vô kìa, tập trung khách đi. Con chưa hỏi khách là chú cô chú ăn bao nhiêu cái. Sao chú gì đâu có ghét con đâu. Con phải lo cho công việc trước rồi mình mới nói chuyện mình tán dốc sao. Đúng không chị hai? Một cái bánh xèo nữa nghe coi, đâu một cái nữa nghe coi. Bắt đầu nhộn nhịp rồi. Chú Việt xin lỗi rồi, chú Việt lỡ nhìn cái bánh xèo nó ra cái bánh mì. Chịu thì chịu chưa? Làm kiệt mất hưng phấn luôn. Một cái ngoài này bịch ra một cho chú luôn nha con. Đẹp, chú khen đẹp mà chú cái đó không đẹp đâu. Chú nói là đẹp, cái bánh mì nó giống cái bánh xèo nhưng nó vẫn đẹp, ok. Ok là lấy là bánh xèo đi. Ba hỏi rằng bé Hà cái ca tre đang dùng để làm gì? Tại chú Hà chú đi đi quay sâu thì ốc cơ qua khâu. Mấy nay chú Hà chạy chạy soi. Chú đi không chú Hà chạy, chạy xôi bánh bông chú Long rồi chạy chạy xôi chú Hà chú đi xôi, xôi xéo chú Hà là chú đi đi, đi hả biết quét biết chứ chú Hà là chú đi xôi là 4 giờ tới chú đi chú qua chú phụ nấu luôn á chú nấu là 4 giờ tới là chú đi rồi vợ chú nhà kêu ủa sao mà mẹ anh sớm thì trễ dữ vậy. Hết hồn. Đi đâu ốc đều. Ai ghét chú gì có ghét con đâu. Thì con phải lo cho công việc trước. Nhìn cái mỏ nhọn à. Không phải. Đầu tiên là con phải lo cho công việc trước. Rồi á, mình mới nói chuyện mình tháng dốc sao. Chứ bây giờ mình lo nói chuyện rồi khách khứa mình bỏ đâu có được con. Mình bán bánh xèo mình kiếm tiền mình lo cho gia đình con trước rồi nè. Hiểu chưa? Hiểu rồi thì đi vô đi. Mà con đang để bánh vô mà chú gì có ép con vô. Chú gì có ép con đâu. Cái bánh này đi qua Mỹ rồi. Mẹ rồi. Không đi sao đúng cô Hiền không? Có đi cô Hiền của Quốc rồi đi của cô Hiền của đây. Không có là cô Hiền. Đi không? Đi không? Trâm Anh là đi với cô Tiên rồi. Vâng. Quay. Nhà anh là
đi hút cô tiên rồi, còn lại là cô hiền đó, có bay không? Bài rồi ông, ai đi giống bụng? Kiệt đi bụng rồi. Kiệt đi giống bụng á? Con đi với bạn Dung. Con Dung hả? Rồi. Không mà nói chồng nói trời nó đi hết rồi, nó bỏ tôi rồi. Bánh xèo đi. Bên trong là được 2, 4, 6, 8, 10 khách các bạn. Với 3 chú YouTuber là 11. 3 đứa nhỏ đổ bánh xèo nữa là 14. Cô H nữa là 15. Ông nội với bà nội nữa là 17. Cô Ba với Ken với Mèo nữa. Tổng cộng là nguyên quán được 20 khách. Tính ấy, luôn... hai ông là canh cô Ba nói là bà nội á. Nó nói là cô Ba là 3 giờ ra đổ. Hai ông 3 giờ qua bên đây cô Ba không ra. Ủa vậy hả? Bỏ đi. Trời ơi. Thôi, buồn quá, bỏ đi. Buồn quá, bỏ đi luôn sao? Quyết định là hai anh em là nói là thôi, quyết định là bởi qua mai được qua đủ bánh xèo. Qua đây, qua nấp luôn. Qua qua tiệm đi này, không thấy là tiệm đi khác bây giờ. Đi cả giò dạo này. Tâm Anh! Bà nói kiếm kìa con ơi. Địa chỉ là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Thời gian mang của quyết định là từ 3 giờ. Giờ mới tới quậy vậy? Hai đứa quậy vậy? Từ 13 giờ đến 22 giờ đúng rồi. Giá giờ là 1 giờ 8. Bye bye. Có thể nhớ rồi. À, anh tin không? Chú Hà đi 4 giờ sáng không? Quá 5 giờ là đâu có được quay. Rồi đi 4 giờ sáng. Bé Hà thì theo cô Tiên. Bé Trâm Anh được theo cô Hiền. Giang Kiệt thì theo ông Bút. Cô Dung coi clip tự cô Dung thấy được không à? Nước luôn đi luôn hả? Mấy bánh xèo nè, bây giờ đúng không? Khánh luôn, em ơi. Thơm quá các bạn. Quê. Chứ bà nội ra hỗ trợ đi con. Nếu mà nội đi chứ con đổ thấy là khách đi. Bữa giờ này khách xe đi. Rồi cảm ơn anh chị nha. Bốn bánh hả chị? Kiệt ơi bỏ vô hỗ trợ em coi đi con. Đừng chơi nữa. Vô hỗ trợ đi. Vô hỏi ông bà để ăn gì. Hãy
bánh xèo đi. Món bánh hai dĩa đi con chị ơi. Bánh xèo nhí, địa chỉ 21 Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, nha ông bà cô chú. Đây chị Hai. Hello. Bé Trâm Anh á, nó hỏi là chú Hà là cao hơn bà nội không, mà trong khi bé Hà Anh nó cao hơn bà nội nữa. để vô Ủa ai kêu trái giò kìa con. Kiểm tra bánh bên trong mấy cái nha con. Tôm đi cô Hát ơi. Lên tôm lên giá luôn cô Hát ơi. Đúng cho thằng Phúc ở trong nhà luôn á, 50 mấy. Cái mic đó bên cầm không, cho tôi thấy cái mic này nó không bằng hàng Rod ta. Không bằng Rod. À. Cái giọng mấy bữa nay coi thử clip cô clip gì. Nó không bằng hàng Rod. Mà cái kia nó bự quá. Nhưng mà nó gồ ghề. Phúc mạnh. Ừ. Lập hồ tốt nên người cá nó cao nước tốt. Đây quan quan đây ngồi bữa thấy việc ấy cái mic này nè. Kêu để coi mua lại cái mic. Mua lại cái. Nó không bằng hàng kia. Này nó bị một cái mic bị ấy, còn cái này rất tốt. Tại thích rằng này là nó gọn, nó vừa, còn hàng kia thì nó vuông, nó bự quá. Pin không trâu bằng nha, âm thanh không bằng. Pin á. Ừ. Pin là không bằng. Pin không bằng, pin thua. Mà lỡ rồi. Thêm mấy triệu nữa đó, mình xài cái mic kia tốt hơn. Đâu phải, có nghĩa là tại thích cái loại này. Nghĩ nó tốt nhưng mà mình nghĩ nó ok, rồi nó không ok bằng. Thích là nó gọn nè, nó ấy, còn cái kia nó gồ ghề hơn. Wow. Đây là những chú tôm tươi. Nhưng mà ngoài trời nè, nó mình quay xe cộ nó âm thanh nó lớn quá, cái xe mình là nó hơi ồn, không để nó nít nào nó không hút hay hút tiếng ồn nhiều. Không lẽ mưa nữa ta, sao tự nhiên giờ này ổng lại tối tối rồi. Đừng mưa ông ơi. Dạ. Không, bữa nay không mưa đâu. Thấy sao nó hơi tối tối nè. Thấy thời tiết giờ này là ngon lành. Bánh xèo đi. Đang tham gia cuộc thi vẽ bánh xèo.
Việt đó, nó nhìn chú Việt à, không hiểu nguyên nhân. Dĩa bánh xèo đem ra khoe con nhìn con cũng quên, con nhìn sao con thấy ra cái bánh mì. Bánh mì, cái quan trọng nhất của quá trời đặc biệt luôn à. Bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ luôn chứ giỡn đâu. xin lỗi hồi nãy kêu là cái giỡn chú Việt luôn. Anh đi, anh sách đi vô luôn mà. Trời ơi. Chị Hậu có bạn gái nữa hả? Ôi, có bạn gái là mừng rồi. Trốn luôn rồi kìa. Thôi lo học đi con ơi. Bà nói ghẹo đó. Bánh xèo đi. Khách vô luôn. Hey, khách luôn. Các cô mua mang về, ba cái luôn. Ba cái. Ngoài bán bánh xèo chí thì ông thợ còn cho đồ chua nhiều. Có bình nào thêm cái đồ chua? Lớn hơn 2 tuổi hả? Cái hơn 2, cái hơn 1 không được. Sao hết? Hai thấy video á, không làm nữa, không phụ nữa. Chú Việt nhớ tới cái bánh mì chú Việt mới cười hoài luôn. Kiệt vẽ hai với bộ hôm qua vẽ chị hai mà vẽ ông đệ. Cái đó là hôm qua Kiệt nói luôn chứ chú Việt không nói luôn. Trời ơi. Còn đứa nữa đâu rồi. Cứu bồ ông đệ ơi. Kiệt ơi, ra dọn bánh vô cho khách nè con. Chị Hai ơi, vô dọn bánh cho khách nè con. Có bánh rồi. Đây, bánh xèo đi. À có rồi hả? Mấy cái luôn chú ơi. Bốn cái luôn. Quá đã luôn. Đó là
Kiện không vui hả? Mình chào Kiện mà Kiện không vui. Đó vui được chiều luôn á. Nói vậy chứ là dễ gì giận. Giận chút xíu quên à. Lại đi vô rồi. Ủa sao đang nước sâu rửa bỏng này, mấy trăm anh đi đâu rồi? Đi vô kêu chả giò à? Chả giò. Mà sao chả giò không đem ra đây, bếp còn ấy nè. Kêu con bụng về đó, kêu chứ còn ăn hết quá. Kêu chả giò, kêu bé chả giò rồi. Chú làm với chú Hà ấm lắm, từ 3 giờ chiều tới giờ đó. Nghe mà nội nó là chả giò cho 3 giờ là ra đủ. Đi 3 giờ chiều, hai ông hỏi cho nó 12 giờ ăn cơm trưa xong rồi đi nha. Nghe mà nội nó là chả giò đâu giờ chiều bán. Rốt cuộc là tới tới mà không thấy chả giò đâu thì. Bánh xèo đi. Ủa, ông nội đi chú trả tiền rồi con. Bên trong đổ bánh hết chưa nha con? Đi làm gì anh? À, ông trả tiền rồi con. Không kịp. Không. Đi lên cũng không được ấy mà về cũng bị. Nói chung là lên với về đều dính. Ồ. Bánh xèo lúc nay bủ được chết rồi. Cảm ơn anh nha. Bánh xèo gì? Địa chỉ 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chính Hiệp, quận 12. Mưa đó, con thấy tình hình là mưa đó. 1-2 phút nữa là con đầy thẻ nhớ là con cút xước nè. Con là xa nhất. Con đi cả tiếng lận. Rồi mới tới chú Long. Chú Long ở đây Trùng Tấn kế bên. Chú Hà là gần nhất. Tiếng nha, chào anh biết tiếng nha. Dạ, quay tình hình quay quê nhà có bị ngập lụt không anh? Dạ. Dạ, hôm qua cũng muốn chị và các bạn nha. Có tiền ở quận 6 luôn anh không? Con ở quận Tuốt ngoài bánh xe miền Tây xa ngoài nữa. Thì đó, lên cả tiếng lận. Dạ về 2 tiếng mấy. Bây giờ là bà con về miền Bắc á. Miền Bắc để
Bánh xèo đi. Nguyên có một cái gia đình đó, một cái gia đình mà ở cái làng Lào Cai đó ta. Lào Cai hay là Sơn La đó. Mà mình đọc cái clip mình thấy mình khoảng luôn mà. Gia đình mà mất hết mười mấy người luôn á. Cô ba hỏi phải hạ lại tác dụng của cái kia để làm gì? Đó là cái kia dùng để lại kẹp đi dài. Con không có coi clip đâu, con không có coi. Con coi clip đâu? Không, clip đâu con không coi. À dạ. Bảo tới hả? Trời ơi luôn. Thôi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh mọi cho mình. Thôi bye bye các bạn. Bye. Bye. Bye.